ngờ con trai lớp 10 mang máy thở đi học, mẹ liền ra lệnh kiểm tra và cái kết. Dũng. Dạ. Cộng đồng TikTok người ta bảo là trong cái cặp ba lô của màu hồng của con cái máy thở là cái máy gì? Để cặp ở đây cho mẹ kiểm tra. Mới đây, một người mẹ trên TikTok đã đăng tải những đoạn clip về cậu con trai liền thu hút được nhiều lượt quan tâm. Theo đó, mẹ của cậu nam sinh lớp 10 thường hay đăng khoảnh khắc con mình lúc đi học và khi đi học về. Trong đó còn có cả video bị mẹ phạt do đi bộ vì tội chạy xe quá báo làm chấn thương ở chân. Tiếp tục câu chuyện con trai cưng, các bác ạ. Đây, đúng là không nghe lời mẹ và cái kết. Đi xe nhanh, ngã ở cổng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn cùng đâm nhau đều đi xe nhanh, sắp sát hết chân tay ra. Bố mẹ vô cùng là bực giận, nên là bảo là từ nay cấm không cho đi xe nữa. Đi bộ. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói vì đó chỉ là những khoảnh khắc đời thường của cậu nam sinh. Tuy nhiên, dân tình với những ánh mắt phán xét khi xem xong video liền đồng loạt khẳng định trong cặp của cậu ta có máy thở. Cô nên kiểm tra bất ngờ để phát hiện kịp thời, tránh để còn hư hỏng về sau. Sau khi đọc được comment của đại đa số cộng đồng mạng, người mẹ tìm hiểu thì mới biết máy thở là tên gọi lái của thuốc lá điện tử, loại mà nhiều học sinh hiện nay đang đua đòi bắt chước nhau sử dụng. Chờ con đi học thêm về, người mẹ đã chặn lại, bắt con mở cặp ra kiểm tra, xem có đúng bên trong có máy thở như mọi người nói không. Tuy nhiên cuối cùng sự thật đã làm mẹ thở phào nhẹ nhõm vì chẳng có thứ độc hại ấy ở bên trong chiếc cặp. Đi học hành gì sao lại người ta bảo là có cái máy thở mà nhiều người bảo là có cái máy thở, cái máy gì? Con có bị ho hen gì đâu mà máy thở? Máy thở máy gì? Mở hết cặp ba lô xem nào. Sách vở đâu? Sách vở đây hả? Mở hết từng quyển ra xem nào. Đây. Sách đây. 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 Đâu xem nào, xem nào, xem nào. Cái gì đây? Cái gì đó đó đây? Cái gì máy gì đây? Đâu xem nào? Đây. Cái gì? Đây là kẹo. Kẹo à? Kẹo gì đấy? Muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.